Em xin được chào toàn thể các bác ạ. Hôm nay thì Hoàng Audio xin phép được mang tới cho các bác một cái sản phẩm mà con này thì là em đã tự chế nó ra. Đó là con trầm bát đánh gầm 20. Đó là con trầm AR của Mỹ. Con này thì về phần bát của nó thì bát quạt zin đẹp đẹp luôn nha. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em sẽ gửi qua Zalo cho các bác ạ. Đấy, bát zin đẹp đẹp luôn. Dòng này bát đánh rất uy lực luôn. Nó là súp bát đánh gầm. Bát sở hữu bát 20. Con này thực chất ra của nó là một con súp điện, nhưng có điều là cái bo mạch của nó đã bị hỏng, cho nên là em cũng cắt hết nó đi để làm cho nó thành một con súp hơi. Thì bác nào đang sử dụng đẩy 3 kênh hoặc là bác nào đang có nhu cầu định dùng đẩy 3 kênh và chơi một đôi loa thì có thể đánh với con này để làm súp hơi rất là hay luôn, vì dòng này nó đánh rất là uy lực. Bát 20 của dòng này nó có thể bằng những cái bát 25 của dòng khác luôn. Đấy, thay vì cái việc mà anh em chơi những cái con súp hơi của tàu ấy, thì anh em có thể cân nhắc để mà sử dụng cái con này cho dàn âm thanh gia đình nhà mình rất là hay. Nếu như mà anh em nào đang dùng đẩy 3 kênh rồi cùng với vang rồi thì kết hợp cùng với con này nó là em đã cắt hết phần điện nó đi, bây giờ mình chỉ đánh như là đánh súp hơi thôi. Cắm trực tiếp vào đây. Em cắm trực tiếp vào đây, nó từ từ đẩy cắm trực tiếp nguồn tín hiệu âm thanh từ đẩy vào đây, nó sẽ thành súp hơi luôn này. Đánh rất uy lực, dòng này đánh rất uy lực luôn. Bát của nó rất là xịn sò, còn nguyên zin luôn, rất là đẹp. Đấy thì con này em xin phép là anh em nào có nhu cầu thì là em để cho anh em với cái giá là 1,3 triệu là không phải mặc cả nó luôn. Vì bình thường cái bát 20 của cái riêng cái con này thôi em bán nó đã phải tầm tiền đấy hoặc có thể hơn rồi. Nhưng anh em là chơi về dòng AR thì đều biết rồi. AR là của Mỹ anh em nhé. Bát của nó, con này nó là Mỹ ngoài luôn. Bát của nó xịn đẹp đẹp luôn. Zin rất là đẹp, chưa chọc máy một tí nào. Gân rồi là màng rồi là côn còn nguyên zin luôn. Đấy, dòng này bát đánh rất uy lực. Thì đấy là em hôm nay em tư vấn cho các bác một cái con mà để cho anh em về dùng gia đình. Tất nhiên về cái hình ảnh thì về tất cả mọi cái khi mà nó đang là một con súp điện, em cắt đi để nó thành súp hơi như thế này thì nó sẽ không được như con súp điện hình thức của nó ấy. Nhưng mà về chất lượng của nó và cái giá của nó thì rất đáng để cho anh em sở hữu. Nếu như những anh em nào đang chơi đẩy 3 kênh hoặc có nhu cầu chơi đẩy 3 kênh, ghép con này vào thì vừa ngon rẻ bổ luôn. Đỡ phải đầu tư một con súp trị giá tầm khoảng 4-5 triệu là bát 20, 25. Bát 30 thì không nói, bát 30 thì đắt quá rồi. Nhưng bát 20, 25 thì chơi một con này hơn 1 triệu với một con đẩy tầm khoảng độ hơn 3 triệu, 3 kênh với một đôi loa nữa thì có thể là một bộ dàn karaoke gia đình rất là hay luôn. Đấy, thì em xin gửi tới các bác con súp điện đã được em cắt thành súp hơi AR anh em nhé. AR của Mỹ, hàng này là hàng Mỹ ngoài luôn. Bao bát của nó bao zin cho anh em luôn, không chọc máy một tí nào luôn. Anh em có nào có nhu cầu thì liên hệ với em qua số điện thoại 0931655906 hoặc địa chỉ Zalo cũng là số điện thoại của em nhé. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.